Xin chào cô chú anh chị và các bác, các nghệ nhân hát tiếng Mường của các câu lạc bộ hát Mường. Lời đầu tiên thì Tự Huy xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thưa các cô chú anh chị và các bạn thân mến, thời gian qua thì kênh Miền Tây Bắc cũng đã hoạt động và ghi hình rất nhiều các buổi giao lưu hát tiếng Mường của các nghệ nhân của các câu lạc bộ hát Mường của Lạc Sơn và câu lạc bộ của Thạch Thành Thanh Hóa. Tuy nhiên, kênh Miền Tây Bắc thì làm về 4 chủ đề: du lịch, đời sống, văn hóa và ẩm thực. Trong khi đó thì một số khán giả là xem về những cái video về ẩm thực và một số khán giả thì xem về du lịch thì không thể theo dõi được video hát tiếng Mường, bởi vì một số trong vài số đó thì có rất nhiều các khán giả là người xuôi và người Mường. Thì chỉ có khán giả là người Mường thì mới nghe và hiểu được tiếng Mường. Cho nên là hôm nay thì Tự Huy sẽ quyết định lập ra một cái kênh nữa, đó là Miền Tây Bắc Hát Mường. Và cái kênh này thì Tự Huy sẽ đăng lên những cái video hát tiếng Mường và các hoạt động văn hóa của dân tộc Mường lên cái kênh này để cho quý vị và các bạn cùng tiện theo dõi hơn. Cũng rất mong quý vị và các bạn, cô chú, anh chị và các nghệ nhân hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video về hoạt động của văn hóa về dân tộc Mường trên khắp đất nước. Xin chân thành cảm ơn. Có đất Nam hay ùn buồn na bương có mương buồn na lại hơi mà ơi em à ơi hay ở lại cho lên đỡ ùn về như kinh bố nga hoa ra vời nga hai nga mang ha đời chớ đà bay lia la như là con hai dì ngơ tăng đánh mang đời cha dạy nông giàu nga mày à khi à uốn à về là đợt à về lửa mưa à vì hạt lời hà mưa cho mặt là nó thân à ra dầu à mong thăng thương lễ chờ cho cung đưa mình an dụng cung nếu đi cung hãy nói rằng câu ni mới xếp lại là với trang cháu hỏi câu khác anh trang bố cho cung hãy thế là hoài với chữ nó ơi nếu anh mất ăn anh ngạt lá lời uốn thương đại nói mặt nạt lời phó bằng là con lá bụi ở nhà hồi cha uốn hoài lá bụi văn gì anh bồ uốn hà công uốn hoài anh bồ chữ to tương mái khâu ngay lại
đỡ đường con đi hay ùn nói mà đạt lời bố bỏng chờ cả la đau trên hình chính thực là buổi háo hoa đau nói thế na e nhà thương lầm mà hay non un họ thương ngỡ nhờ cả ngày cả đêm ra bởi vì bố mẹ chưa đã cha cho phải bốn bệnh còn phong có quần này ủn nói